Chiều nay đáp chiến nha con. Chiều nay em có cho gì? Đáp chiến dắt đèn ngủ luôn cho rồi luôn. Rồi, xong rồi chứ. Ổ đèn 60 mấy đèn để về chưa? Đâu đó, ra ra chiều nay đáp luôn đó. Hello mấy chị hai. Ajinomoto dùng cái chậu lấy cái tô rồi. Mình nó lấy hờn rồi mình lấy cái tô nữa chị nghe. Cùng tinh tinh. Dạ. Ok, tình yêu Nguyễn Thị Cẩm Tú. Xin chào mấy tình yêu xinh đẹp nha. Vô chào em có chiều xinh đẹp. 20 tháng 10. Bữa nay nhiêu ta? Bữa nay 18 hả? 19. Ngày mới là ngày 20 tháng 10. Nghe mấy chị đi ghen như cải lương chưa? Rồi mấy chị gái chốt đơn. Vì em đang đây bạch kim thôi, nhưng mà bông em đang đây là sòn. Thì hôm nay em có đầy đủ với mấy chị luôn. Mâm cơm, lòng canh, đồ nước, cá kho, đồ chiên, đồ mũi, rau, xào, luộc nha. Dạ anh chào chị Kim đâu ra. Anh chào mấy chị xinh đẹp. Có bông tai trồng đen vuông không có? Ok, tình yêu Lâm Hoang, Nhã Dí. Có nhiều tiền, được chồng cưng nha. Ra ngoài đường ai cũng thương hết trơn. Mấy chị gái xinh đẹp. Có tin nhắn cái tình yêu Lê Chi từ từ. Cái bạn nào mới vừa vô mà hả? Ai có anh phận nổ. Rồi, ok chị yêu. Rồi để em đi cho chết liền. À, em muốn nhận những mà chạy tin nhắn lâu anh lên live stream để mua cho nó nha nha. Ở bữa nay đồ đẹp cực kỳ tuyệt vời. Hôm nay đồ hiệu với Vinh cũng có luôn nha. Bé Vinh về đồ hiệu là thị trường không có hàng, không có hàng nghe em nói. Bé Vinh về đồ là thị trường không có hàng đâu, chỉ có một mình bé Vinh có thôi nha. Dạ ok tình yêu em chồng. Dạ ok tình yêu Lâm Hân. Mình cứ xin chào em gái kia chị Mai Tiên. Dạ, lên chị điện gió luôn. Tình yêu ok, tình yêu, tình yêu. Ok Mai, Anna giùm em. Dạ mấy chị, bữa nay em về được tới 300-400 món sòn. Tất cả có sẵn ngay tại tiệm. Mấy chị chốt livestream rồi cũng được. Rồi bắt đầu đặt cọc ngày mai ghé tiệm em. Ngày mai em ở nhà em đón mấy chị yêu xinh đẹp. Mặc một cái đầm màu đỏ lộng lẫy con bà bảy luôn. Nha mấy chị xinh đẹp ơi, rồi đó. Rồi chốt nha mấy chị yêu. Rồi nghe nha, đầu tiên vô là một đôi bông tai hộp to đùng luôn. Em chốt đơn với chị đôi này, nhanh còn chậm mất tiêu. 38 năm xe 33, hôm nay xe cho mấy chị luôn. 20 tháng 10, xe 29.900.000 rồi nghe đôi bông này. Em cho đổi luôn 10 bằng lỗ 20. Tất cả hôm nay sòn cho 10-20 hết. Tất cả hôm nay 10-20 hết luôn nhà mấy em đây nào, đẹp lắm mấy chị gái ơi. Chị nào mà bỏ lỡ sòn hôm nay là mấy chị đó tiếc giùm em nha. Ồ, mắt chắc bị sẹo quá. Kệ đi mấy chị gái thôi, nói chung cũng đẹp quá rồi. Cho nó sẹo bớt một chút, cho nó xấu bớt một chút. Chứ giờ nó đẹp quá, chịu nổi. Rồi. Đẹp quá nó kệ. Đây mấy chị xinh đẹp, bông tai 38 năm. Bữa nay sale cho mấy chị còn 29.500 nha. Nhẫn vuông amro. Trời ơi, em về được số lượng 3 nhẫn. Mấy chị nghe em nói. Rồi, dây chuyền từ từ em lên. Dây chuyền có 2 dây. Dây chuyền bạch kim thôi, rồi chưa có cân như này, từ từ tôi lên, tôi có 2 cộng nha. Đẹp chưa mấy chị gái xinh đẹp, amro xỉu ngang lung linh luôn nha. Rồi chốt đơn cho sọ đen này luôn nha mấy em à. Em có số lượng là 2 dây, 3 dây, bỏ lỡ là tiếc nha. Bỏ lỡ là tiếc. 29.9 nghe em nói nè. Chốt like, xả like, đẹp như tiên, xả như like, chồng xấu như bà đi, ngày mai cũng không có quà luôn. Đó, 39g44. Rồi chốt đơn thì em một triệu em chơi mấy chị luôn nghe giá sập sàn luôn 1299 51.270.000 cái dây này nó đẹp xỉu có 2 dây 29.9 em chốt cho Mai Tiên. Tất cả hôm nay mấy chị gái ơi. Để coi. Tất cả hôm nay đều có dấu hỏi nha. Hôm nay là tất cả sòn em cho 10-20 luôn, bạch kim cũng vậy luôn nha em. Tất cả hôm nay có dấu hỏi. Và khi gặp dấu hỏi là lỗ 10-20 luôn nha em nè. Trời mấy chị gái mua vàng còn của mấy chị ơi, nhầm nhẹ gì ba lẻ phẻ. Rồi chốt 29.900 lên đó. Dạ. Rồi ok tình yêu Mai Tiên nha em. Dây chuyền em chốt cho tình yêu Nguyễn Diễm Thi 1 dây. Trời ơi mấy chị gái đây rồi chốt đơn. Cái T-Bot nó không ra nữa nha. 51.200.000 nha em. Rồi lên 1 em. Dạ, bông em chốt với tình yêu Mai Tiên rồi. Bữa nay 10-20 hết trơn nha, 20 tháng 10 là 10-20. 20 tháng 10 là 10-20. Có tình yêu em xinh đẹp giùm em. Cộng dây hả Thảo Nghi hả? Chết bà để coi cộng dây này còn để không đi sao cái nghe Thảo Nghi. À, ngày mai đô em, ngày mai nha, ngày mai lên 20-10 nha.
Rồi vòng tay giùm em chú cho Tiên. Dạ vòng tay 29.900.000 bao to bự đẹp rẻ không đẹp với dinh đền. Tất cả hôm nay đổi lô 10 bán lỗ 20 nha. Bữa nay đánh sao vô ok. Rồi lên mấy chị gái soạn hết. Bông tay có 29.900.000 thôi, nói gì nó bây giờ mấy chị? Nói gì nó bây giờ? À. Rồi dây chuyền 51.200.000 mới dính hết rồi. Bông tay em chốt cho Tiên. Rồi nhẫn Amaro nè, em có số lượng là 3 nhẫn giùm em. Chia sẻ livestream giùm nhỏ đi, coi gì có 500.000 người coi với trời ơi. Kỳ cục khẻo vậy. Rồi cái này là hộp Amaro 4.5 ly. Em có số lượng là 3 chiếc, hôm nay em có nhiều rất nhiều kẹo thơm nha mấy chị luôn. Và từ đó giờ chưa có xuất hiện trong lịch sử kẹo thơm này luôn nha, nghe em nói. Rồi Bích Vinh lên đây. Dòng Bích Vinh đang đeo là dòng Louis Vuitton. Đây, em có số lượng là 5 dòng, có bao nhiêu báo bao nhiêu nha mấy chị gái. Duy nhất một mình em có, bên hông đây của nó là hộp Amaro. Em Vinh có số lượng là 5. Chị nào bỏ lỡ là tiếc nha mấy chị yêu ơi. Đây, đẹp xuất sắc. Nghe em nói nha, em bán là em sẽ báo giá gam bao nhiêu luôn. 5 chiếc dòng này trọng lượng sẽ khác nhau, em không giống như chỗ khác mà bán không báo giá gam cho mấy chị gái. Cho nên có những chị mà hay chữ thề với em, ví dụ mà hay gì nè, tiệm lớp mà làm ăn như quần què, tiệm lớp mà làm ăn kỳ cục, tiệm lớp làm ăn không uy tín. Là tại vì em nói với chị nghe, 5 chiếc nó tới 5 trọng lượng khác nhau, em bán em có báo đơn giá. Thì mấy chị nếu như nhân viên nó tính đúng đơn giá trên livestream thì thôi. Còn nếu như nó tính đơn giá hình thì mắc gam hơn 1 gam 50.000. Nếu như mình nói mình mua trên live thì nó sẽ bớt lại cho mấy chị gái và nó sẽ xem lại. 5 chiếc này trọng lượng sẽ khác nhau. Khi em bán á, chẳng hạn như vậy nè, 1.399.000 một gam, hàng mang đen luôn, em vẫn báo giá số lượng, số tiền gam. Em không có ăn gian ai hết á, cho nên mấy chị bớt chữ thề lại với em, tội nghiệp em nghe. Không có gì trơn á mà phải chữ thề hoài. Bé Vinh có đủ ni 48, 50, 52, 54, 114g, 87, 1399. Bán là báo giá gam đàng hoàng luôn, chứ không có bán ở cân lên xong tính tiền cho mấy chị đâu. Có nhiều chị hay chửi em lắm. Tiệm vàng lớn là đăng kỳ cục. Có nhiều chị chữ thề luôn. Trời ơi, đừng có chữ thề mấy ông nội ơi. Bây giờ 5 chiếc này đâu có chiếc nào cũng 20.800.000 đâu. Nghe nhỏ nói. Ok cục cực. Rồi mấy chị xinh đẹp, 1.399.000 một cái dòng Louis Vuitton, đeo chung với đồng hồ là bao đẹp, đeo rời cũng xinh luôn giùm em cái này. 20.800.000 giùm em. Chị nào bỏ lỡ là tiếc đồng hồ này đây. Ok, sorry cái dòng này. Đó, dễ thương chưa? Mấy chị đeo chung với đồng hồ cũng tô điểm thêm cho đồng hồ luôn, uy tín. 20.800.000 dòng này, em có số lượng là 5 dòng, nhân còn chậm mắt hàng độc luôn nha em. Mẫu mới về luôn ha. Đẹp nhất trong lịch sử luôn. Trong giới đồ hàng hiệu nó là đẹp nhất. Mấy chị mua cái dòng sòn này á là mấy chị mua, nếu như mua dòng sòn này không dưới 300-400 triệu cái dòng này, không cần thiết phải đem gì đâu mấy chị gái. 1399. Rồi em chốt tình yêu Mỹ Phụng. Thành ra mấy chị lưu ý giùm em, 5 chiếc số lượng khác nhau. Em ví dụ mấy chị mua hình á là nó sẽ bán với mấy chị là 1450. Còn mua like là em bán 1399. Cái nào em cũng nói luôn. Ví dụ như lỡ nó có lên mấy chị giá hình là 145 thì mấy chị nói với bạn mình chốt like nghe bạn, mình không phải là chốt hình. 5 chiếc trọng lượng khác nhau, nhiều chị hay chữ thề với em, có chị chữ đủ má nói trời ơi, nếu mua vàng chữ đủ má đủ mẹ tôi hoài luôn, gầu như sỏi luôn. Ôi ôi, đừng có chữ thề nghe mấy chị. Phụ nữ chữ thề rất là xấu nha. Phụ nữ chữ thề rất là xấu nha. 20.800.000 bữa nay đồ sale đồ gì cũng là. Em cho đậu lô 10 băng lỗ 20. Đó. Xin trắng được không? Được tình yêu xinh đẹp, đồng hồ Vinh đang đeo là 8 tỷ. Bán nha, đồng hồ Vinh đang đeo bán luôn nha. Rồi ok tình yêu và Gia Hân. À, rồi Nguyễn Trúc giùm em. Rồi em hết nha. Ok tình yêu Gia Hân nè, ok tình yêu Nguyễn Trúc giùm em nè, ok tình yêu Lê Ân, ok tình yêu Quỳnh Mỹ An, ok tình yêu Mỹ Phùng. Giấy 29 triệu nó đâu có ra tình yêu. Mở hàng 29 triệu rồi Vinh ơi, ok tình yêu Cẩm Tiên thương em. Cái gì đâu mà vàng bên kia nhóc hết trơn, không qua mà nó đi qua nó kiếm em hoài mày. Chị ơi. Rồi nhẫn em đang đem chốt với mấy chị luôn giùm em nha. Hộp giữa là hộp 4.5 ly. Một viên 4.5 ly, bây giờ mấy chị mua đã 20 triệu rồi. Vỏ hộp luôn em bán 25 triệu, em có tổng cộng số lượng là 3 nhẫn giùm em, là bao xô đẹp da giùm em ha. Bé Vinh có số lượng là 3, đổi lô 10 băng lỗ 20, viên Amaro ở chơi là Amaro 4.5 ly luôn giùm em, dặn hộp nha quý vị. 25 triệu một chiếc, ni tay Bé Vinh chỉnh sửa, ni tay vô tư, hỏi cái mai. Rồi chốt đơn 25, bữa nay có nhiều sẵn hết nhiều mấy chị ấy. Đây trong đây nè bà. Trời ơi, mày đi kiếm đồ gì vậy, tao giả cái đâm đớ nè. Cái gì đâu á. Dạ 10-20 cho ngày hôm nay thôi, bình thường là 15-25 nha.
nhẫn am mà rồi vuông này chị nào bỏ lỡ là tiếc rồi. Vòng sòn với dinh năng đeo to đùng luôn, bởi dinh chốt giá cho mấy chị 65 củ. Trời ơi, được tặng một viên nhân tạo, cái vỏ dòng nó to nhất trong lịch sử luôn nha mấy. Rồi ok, cục cưng nhẫn 25 em chốt ra tình yêu Trần Quyên. Dạ ok, tình yêu xinh đẹp. Ê, giờ này đừng ai nói chuyện, trong lúc này. Rồi chốt đơn tình yêu Trần Quyên nhà em. Dạ đi số 9 ok, cục cưng dòng em để sao cho tình yêu Thiện Ngọc Thiện. Rồi hết dòng 20.800.000 nha, hết dòng 20.800.000 rồi bé hết. Nhẫn này 25 triệu bao giờ. Rồi cảm ơn cục cưng xinh đẹp. Dòng dinh năng đeo 65 triệu, đồng hồ dinh năng đeo 8 tỷ, bác 7 tỷ gửi con lỗ 500 triệu nha. Rồi chốt đơn. À bông 67 giờ chiều, bữa nay em có bông 5252. Dạ tiền tài 5252, tiền tài. Rồi dòng này 20.800.000 bé hết. Em lên luôn hàng độc cho mấy chị luôn, hàng đồ hiệu vàng hồng. Em có 5 cái lắc điệp sáp này duy nhất best seller ngày hôm nay, một mình đã dinh trên thị trường đất nước Việt Nam này, có một mình đã dinh được order cái mã này về riêng bản thân em. Việt Nam là có một mình em bán mã này nha. 2 tuần sau thì thị trường có photo copy ra để đặt hàng không thì em không biết nha. Không, cái này nói thật sự không nổ nha. Đồng hồ bán hết gái ơi, bán hết, sinh nhật của chị Mừng bán láng hết á, cái gì bán chưa. Người mua cô bán nó có duy nhất của ông chồng là ông bán thôi. Chồng em mập quá, có ai mua chồng em không bán luôn. Ai mua không? Rồi chút lần em mấy chị mua chồng em về mấy chị đuối nha. Chồng em không mê chứ, nó mê đồng hồ với xe không mà, không có mê gì hết á. Đồng hồ với xe với đất. Rồi mấy chị gái lên bông tim đi phải không? Ok, tình yêu xinh đẹp. Mập mà được cưng thấy ghê trời ơi, thiệt sự luôn á. Chồng em mới đi chơi chung với mấy bạn á. Người xứ này đẻ một điều. Đó. Rồi chút đơn em lắc tay dùm sáp nè. Wow wow. Vòng tay là 65 triệu dùm em nha. Trời ơi mấy em nội. Giỡn mặt với Tử Hằng hoài luôn á. 109 bán 65 triệu cho đổi lô 10 bán lỗ 20. 20 tháng 10. À, mặc cho nội dinh ăn đẹp phải không? Rồi trăm cái áo là 8.500.000. Bé Dinh có 5 cái. Làm trăm cái áo được, làm mặc về trường được. Được chút đơn. Rồi con lấy mặt tài lên đơn con 8.500.000. Dòng tay siêu to. Ồ ok. Ê Linh. Dồ. Thấy càng hay chưa? Rồi mấy chị gái chia sẻ livestream đi. Rồi Quỳnh Như Hồ chúc mừng. Giọng nhiêu hết. Bà hỏi giọng nhiêu là hết bà đó. Rồi Quỳnh Như Hồ chuyển tiền lẹ lên. Rồi cảm ơn em. Nói chứ giờ bộ không hối chứ không có gì đâu. Nói chuyện với cường gì mấy chị mới thường. Rồi mặt dưới tay sòn mới dinh về rồi. Hai cái. Bạn nào đặt tại tiệm, khoan tôi lên với bạn cái này. Đây mấy chị gái, em có một cái nhẫn Amaron. Hôm nay 400 món sòn mà em bảo đảm với mấy chị đẹp rẻ nhất trong lịch sử luôn. Đừng nói nhiều với em. Rồi cái nhẫn to đùng này luôn ha. 37 bữa nay sale 24 nha. Lạ. 37 bữa nay mới dinh sale 24. Rồi nhìn cái nhẫn giùm em nha. Ok cục cơn đây à. Amaron siêu to khổng lồ luôn. Trời ơi con chó cũng bị lỗ con mắt luôn nghe mấy chị. Đây nó đuôi mắt luôn, tàu sòn bự quá. Rồi chốt đơn. Mai xuống chị, 20 tháng 10 xuống em nha. Đáng lẽ là tôi đi chơi đó nha mấy bà. Em tôi nó nôn gặp tôi nó nhớ tôi. Nó cầm anh nói chị ơi em nhớ chị quá là nghe muốn gớt gụng nụ rồi. Nhớ nó đó. Nhớ dân đó mà giờ lên là mà phải ở đây với mấy chị nè. Rồi chốt đơn giùm em 24 triệu đổi lô 10 bán lỗ 20 hết bữa nay nha. 37 em sale 24. À, rồi chốt đơn giùm em nè, Amaron siêu to. Không có chiếc nhẫn nào mà nói giá này hết. Không có bao giờ có giá này nha, nhẫn siêu to khổng lồ. Nhớ để cho em cặp bấm đặt. Ơ có 3 cái để cưng riêng rồi. Chốt đơn. Em có cái bông như này cho mấy chị. Ê mày bên kia chơi mình xem mấy chị này con cứu mẹ con. Đây mấy chị gái, đây là kiểm định B&G 3 ly 9 nha. Một viên nước ép bây giờ mấy chị mua nè, VVS1 nè. Một viên mấy chị phải mua giá là 11 triệu, hai viên 22 triệu, cặp bông này 24 triệu nữa giùm em. 22 với 24 là 46, chốt đơn 35 triệu. 46 chốt đơn, 35 triệu, trời ơi mấy chị gái ơi, nè nhìn nha, không cần đeo. Mấy chị gái, đang có chương trình hả chị ơi, ngày mai ghé có tặng quà chú gì ơi. 100 nhánh quà đó không đủ đâu, mai tặng thêm chanh nhánh nó đi. Mai ghé đi được bơi hình với nhánh quà với cái hộp bự với cái túi giấy bự. Còn mua vàng bữa nay được 10-20 giùm em. Chứ ngày mai là sẽ không được 10-20 nhưng ngày mai vẫn được giá sale. Nhưng mà ngày mai ghé tiệm là 15-25. Cho nên tranh thủ chốt giùm em, làm gì làm ngày mai. Đóng cửa nhà lại, đi cho em, đừng có ở nhà. 46 triệu em sale 35 triệu giùm em nha. Chị nào bỏ lỡ tiếp đó, đây mấy chị gái. Bông pháo bông 2 tầng Amaron luôn giùm em nè, đó xuất sắc luôn em ha. 2 tầng 35 triệu, 35 Lâm Ngân hỏi bill, bữa nay điện hotline giùm em, thương em. Ờ 4-500 món sòn chị ơi, nhiều lắm. Đây chị nào bỏ lỡ là tiếc. Dạ chỗ nó bóng này đẹp đó chị ơi, buồn quá à nè. Cái vỏ không mấy chị mua chỗ khác ta bán mấy chị 35 triệu rồi. Cái này nôm na như là mua vỏ sòn, được tặng hộp sòn luôn. Dạ
Ok, tình yêu Mai lên nhận bông. Mai nha, Mai có bông, chuẩn bị 200 nhánh bông đây rồi nha. Mai mấy chị ập lên tiệm em, xông vô lấy vàng cho em nha. Mà nhớ trả tiền à, 35 triệu giùm em đâu này giùm em. Họ quá rẻ cho một cuộc tình nha. 46 triệu em xe 35. Rồi em có lên một viên này 6 ly 1 nước ép AF luôn nhà em, kiểm định pin riêng 2 giấy. Khách mới đổi đồ lại em. Không có giá này trong lịch sử luôn. Hôm nay viên này nó 130 triệu rồi. Chuẩn bị em mới Vinh lên mấy chị luôn nè. 35 em chốt cho Thảo Mai. Con nhỏ nào mà nó qua đi hoài ta, sao vậy? Bên kia nhắc ở trơn mày qua mày qua tao hoài vậy? Ai ạ? Đây này này, rồi chốt đơn em nha nha. Đây viên 6 ly 1 này, chị nào nghe em nói nè. Ơi cái viên này mấy chị gái kiểm định luôn giùm em á, hàng đẹp luôn giùm em nè mấy chị gái. Ôi đây xuất sắc luôn giùm em nha. Đây kiểm định nước ép AF luôn giùm em nha. Very good not luôn giùm em nè. Rồi chút đô luôn viên này, nhanh còn chậm mất tiêu. Bữa nay mấy chị mới mua trên 130 triệu. Bé Vinh hôm nay chốt cho mấy chị luôn 20 tháng 10, lẹ bỏ lỡ. Em chốt viên kiểm định 2 giấy 6 ly 1 AF này luôn. Chị nào bỏ lỡ là tiếc nha. Em chốt cho mấy chị 99 triệu luôn nhà em. 99 triệu viên này. Trời ơi rẻ lắm. Kiểm định 2 giấy luôn cho Vinh nha. Trên 130 mua mới được. Hôm nay em sale cho mấy chị còn 99 triệu. 99 triệu nước ép, độ sạch nó AF luôn nha. Bình thường mấy chị chỉ mua là BBS1 thôi. Cái này nó đồ sạch AF luôn. Chị nào bỏ lỡ tiếc giùm em viên này 99 triệu. Trong khi bây giờ 5 ly 4 mấy chị đã mua giá này rồi. Cái này là viên 6 ly 1 3 chìm 7 nổi kiểm định AF nha. Very good luôn giùm em, hàng bao đẹp nên luôn. Đó xuất sắc luôn em, viên này 99 triệu không có bỏ lỡ đâu được đâu. Ủa Mẫu ơi, viên này mày này tiền cho bài tao không gì Mẫu, quá rẻ nè Mẫu. Rồi khoan nè, chị Hương Nguyễn lấy. Chị Hương Nguyễn quá diện ra Mẫu ơi, khoan đợi xíu. Rồi em chốt chị Hương Nguyễn là đầu tiên, chị nào nữa rẻ lắm. Rồi lên giùm em nước đi AF luôn, nước đi AF luôn. Em có một viên em xả luôn nha mấy chị, viên này hôm nay nó 31 triệu viên này, lên lắm rồi mấy chị ơi, không còn giá này đâu. Em chốt cho mấy chị nước đi AF luôn, hai giấy luôn y như nãy nha. Em chốt cho mấy chị giá 25 triệu 500, bỏ lỡ tiếc. Rồi chị Hương Nguyễn 99 triệu nè. Rồi viên này nước đi hai giấy luôn giùm em, có một viên một thôi mấy chị gái, lâu lâu săn được viên AF lẹ lên. 25 triệu 500 giùm em, bỏ lỡ tiếc. 25 năm AF luôn giùm em nha, AF đi à, tất cả là hàng đẹp hết cho mấy chị luôn. Chị nào bỏ lỡ viên này, ủa một viên duy nhất luôn giùm em nha. 25 triệu 500 ngàn kim cương là vĩnh cửu, mua vàng còn cũ với kim cương còn đó, 4.5 ly cục cưng. Nước đi độ sạch nó bình thường, mấy chị chỉ mua được BB Swan thôi, cái này nó tới AF rồi ha. Nó rồi là nó dữ dằn hơn rồi, nó quá lung linh luôn rồi, bỏ lỡ tiếp. 31 sale 25 năm một viên. Rồi chốt cho cô Hương Nguyễn lẹ. Em đang có 3 ly 6 trong đây em có DEF, em bán cùng một giá cho mấy chị luôn. Em đang có 50 viên, ngẫu nhiên thiên lý mình sẽ chốt được nha. Rồi em chốt tình yêu Út Trúc Nhã luôn giùm em 25 triệu 500. Trúc Nhã 25 năm, Hương Nguyễn là 99 triệu giùm em nha. À, rồi 25 năm với Vinh hết, lên giùm em luôn này. Nhớ em nha, trong đây nó sẽ có D, O và F. Nước đi Vinh được có 10 viên thôi à, đa số là F với O. Nói chung là F Vinh sẽ có 20 viên, D Vinh có 10 viên, O Vinh có 20 viên. Em bán cùng một giá tranh thủ giùm em. Chị nào bỏ lỡ tiếc nha. Chị nào bỏ lỡ tiếc vậy thôi à. Em chốt đơn với chị luôn bữa nay luôn 8.200.000. 8.2 triệu không được lựa giùm em nha mấy chị gái. Em có 50 viên luôn giùm em, 8.2 triệu. Bây giờ những viên này á, mấy chị viên nữa này, mấy chị mua nước đi á là giá 10.500.000 rồi. 10.500 rồi, em đang có 50 viên. Em về luôn một thể cho mấy chị luôn. Em có 50 viên thôi, mua để dành ở đó luôn cho em ha. Rồi chốt đơn 8.2 triệu. Là trong đây có nước đi. Nước ơ rồi, chị nào trước nè, bây giờ chốt trước cho nước đi trước nè. Rồi nước đi 8.2 triệu luôn nè đó. Rồi em chốt cho tình yêu Thảo Nhiên giùm em 82 đi nè. 82 đi. À. Rồi chốt đơn giùm em 82 đi nè. Rồi à, rồi 82 đi. Rồi nhanh luôn giùm em, Quỳnh Trọng Nghĩa 82 đi một viên. Lấy bao nhiêu viên báo giùm Vinh bao nhiêu viên luôn nha. À, rồi nhanh nhanh mấy chị gái xinh đẹp, nước đi đó. Lên nước đi tôi có để chữ D làm sao? Lẹ lên mới lẹ lên. Thí liệu là để mã sao cho tình yêu Trúc Nhã. Trời ơi nó đẹp lắm, bữa nay em nhặt cái lô này về là em rụng rúng mấy chị luôn. Ok tình yêu Thảo Nhiên giùm em 3 ly 6 nước đi 8.2 BB Swan hàng mới luôn. 3 ly 6 nước đi 8.2. Rồi nước ép với Vinh sẽ bán cho mấy chị giá 7.700.000 một viên nước ép. Rồi đó chơi lớn mấy chị ha.
nước ép bán 7.700.000 thôi, nước ép có 30 viên và máy ngắn 4 ly rưỡi, quá đẹp, giá yêu xinh đẹp rồi, 8.200.000 chốt cho Phương Linh đi. Nước đi 8.200.000 chị yêu, lẹ mấy chị có 10 viên à, em không có nhiều đâu. Em không có nhiều đâu, em xăng đó. Em phải trả tiền trước hàng về sau, không có gói đầu đâu, nói thiệt luôn. À, rồi nước đi mấy chị gái yêu 10 viên nha. 8.200.000 quá rẻ. À, dòng ngắn 4 ly rưỡi cũng được, tình yêu Quỳnh Như Hồn đẹp gái em, đẹp gái đẹp gái. Rồi chúc đơn giùm em 8.200.000 color đi. VB Swan thương hiệu nổi tiếng hàng mới luôn nha, còn niêm phong luôn đàng hoàng. Đừng lo lắng lăng tăng 8.200.000. Nhanh lên các chị gái ơi. Rồi, à, đó là nước D 8.200.000 cho tình yêu Ngọc Nguyễn 2 viên. À, Phương Linh 2 viên. Cái này mấy chị lấy 2 đi chứ lấy 1 còn sao đeo được. À, có 10 viên mà, 10 viên chứ đâu có nhiều đâu. Có 10 à, nước D có 10 à. Rồi chúc đơn giùm em Ngọc Nguyễn giùm em. Một cặp em chốt cho Nhung Nguyễn giùm em một cặp rồi lên. 82 đó em cặp hết. Rồi Đặng Phương Thảo giùm em nước đi. Rồi bé Vinh hết nước đi nha. Rồi tới qua qua tới nước ép giùm em nè. Nước ép nước ơ. Ép ơ mang cùng một giá 7.700.000 giùm em. Nhanh còn chậm mắt ha. Rồi nước ơ có 10 luôn đi. Rồi nước ơ bé Vinh có 10 luôn. Rồi chốt đơn nước ơ 7.700.000. Ơ đê nó cũng như nhau á chị gái ha. Chị như gái giùm em. Dạ có 4 đi rồi Vinh đang có lên. Rồi đi giùm em chốt đơn nước đi. Hương Nguyễn giùm em và chị Thanh Thảo giùm em, Ngọc Nguyễn giùm em. Rồi bây giờ hết nha, tới nước ơ. Dạ, bạn học sinh nè mấy chị gái, học sinh giỏi đi ơ ép nó dễ thương lắm nha. Rồi chốt đơn nước ơ 7.700.000 nước ơ giùm em, lẻ có 10. Ơ 7.700.000 đê hết nha. Rồi ơ là 7.700.000. Em có 10 viên thôi ơ. 10 viên ơ giùm em 7.700.000 mua ngừng cặp cặp đều đi mấy chị gái. Để dành ngày mai là nhận hộp bông nhà em nhiều lắm, cái gì cũng nhiều cho mấy chị gái. 7.700.000 rồi đăng lên nha con. Ơ đăng lên. Rồi ép là 7.500.000 nha. Ép con này bán xả vàng cho mấy chị luôn là 7.500.000 ép. 7.500.000 ép giùm em. Chị nào bỏ lỡ tiếp vậy thôi à. À. Không, ép ơ bán cùng giá 7.700.000 đi mấy chị ơi. Ép ơ giùm bán cùng giá 7.700.000 giùm em nha. Đó rồi. Ấy đi cái gì mấy chị bán cái sàm em ha. Rồi lên giùm em đồ sale. Em có một cái đôi bông này. Đây mấy chị xinh đẹp. Em có kiểm định nước ơ. À, kiểm định nước ơ luôn giùm em, VB Swan luôn giùm em hai giấy. Viên này quá rẻ cho một cuộc tình nha. Viên này hôm nay mấy chị phải mua giá 25.000.000 mới mua được nha. 25 mà đã giá sale rồi. Em lên luôn viên này cho mấy chị yêu xinh đẹp luôn các em bán 22.000.000 một viên. Kiểm định nước ơ VB Swan hai giấy luôn giùm em hàng đẹp nha. Em có một cặp duy nhất thôi. Hai giấy luôn 22.500.000. 36 chốt cho muội muội phải không? Là 7.700.000 lấy nước ơ nha con. Ok, chi muội. Một viên 4 ly rưỡi phải không? 4 ly rưỡi đây chị coi em lấy 4 rưỡi nào đây. Đây. 4 rưỡi em lấy viên này nha Hồ, 22.000.000 nè cưng, nước ơ quá rẻ. Rồi con lấy viên này cho Hồ 22.000.000, em còn một viên nha. 22 ơ. Rồi ok tình yêu rồi, chúc ơi tình yêu xinh đẹp. À, rồi chúc giùm em, bên em đỏ lớn đỏ nhỏ gì 48 mấy chị gái xinh đẹp, nhỏ là 10 20 trong nửa tháng. Qua nửa tháng là 15 25, nhưng hôm nay là 20 tháng 10 tất cả là 10 20 hết. Rồi chúc đơn giùm em bông này. Mặc ở này em còn một viên nha. 25 mới mua được với mấy chị gái, cái này chỗ khai bán 27.500.000 á. Rồi 22 dịp đổ nó là hết. Rồi chụp đúng hay chị dịp đổ luôn con, rồi hết luôn cặp này em nha. Rồi vỏ bông này phơm to luôn nhà em nha. Giá chưa sale là 38.000.000, giá sale cho mấy chị là 35.000.000. Hôm nay sale tiếp tục 20 tháng 10 cho mấy chị nữa. Em chốt nguyên đôi bông này cho mấy chị luôn nè, phơm to luôn nhà em. Tiệm vàng các bán có 50.000.000 nha. Phơm này là phơm size XXL. Em bán mấy chị 31.500.000. 31.500.000, chị nào bỏ lỡ là tiếc. Cặp một trụ cặp một nhân tạo 4 ly rưỡi luôn dùm em, quá xuất sắc cho đôi này dùm em. Dạ, đồng hồ răng mua lơ lên chưa hả? Ê, còn thùng đồng hồ đó, còn mấy cái đó con. Mà em nhỏ, mới về được mấy cái. Rồi bông này mấy chị gái, size nó XXL luôn mấy chị gái. Em nói cái size cho mấy chị biết. Thí dụ SML là lớn vừa, cái này là form lớn nhất luôn, size XXL 2X luôn. Tiệm vàng khác bán ra bông này không dưới giá 50 củ đâu nha. Em chốt với mấy chị 30.900.000 số đẹp. Em cho đảo lô 10 băng lô 20. 30.900.000. Hó rồi nước đi nước ơ này sạch rồi. Để từ từ em lên có gì lên đó cho mấy chị. Còn nhiều thứ lên đây lắm nè. Còn nhiều thứ lắm. Em có 4 ly 9 nước ca. Đồ sạch nó ép kê chu. Em bán viên này 18.000.000. Viên này 4 ly 9 tục nước nha. 4 ly 9 tục nước đồ sạch ép kê chu giùm em ha. 18.000.000 viên này, đổi lô 4 bán lô 8. Bông tai siêu to cổng lồn 30.900.000. Rồi lên luôn em 30.000.000. Lắc ti bên đi bên nay Vinh lên luôn, nhìn về được 4 lắc đủ ni tai luôn. Nhìn bán giá sale luôn.
hàng mới Vinh bán giá sale luôn, một cái Vinh bán rẻ luôn 36.500.000. Em có tổng cộng 4 lắc luôn, 48, 50, 52, 54, về một lần là 5 lắc, nhưng trả nợ một lắc đi 52. Rồi lên lưu giùm em đôi bông này, em bông phơm to này, nhìn giùm em đi. 30 triệu đôi bông này em phơm to. Đó, đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Đó, nguyên đôi bông to đùng, mấy chị nhìn lỗ tay mấy chị sẽ thấy nha, bà nào bơ lỡ luôn. Đúng rồi, đội lên 10 bông lỗ 20 cơ. À, rồi bông này em 30 nha. Rồi lắc cái tim Tiffany với Vinh lên. 36.500.000. Trời ơi. Ở đây hộp 1 ly 92 ly nha mấy chị ơi. Hộp ly 92 ly. Em có tổng cộng số lượng là 4 lắc đủng đi tài. 48, 50, 52, 48, 50, 52 luôn giùm em lắc này. Rồi chị nào bỏ lâu cũng 36.500.000. Bao dễ thương luôn giùm em. À, đó nó là như vậy nè, mấy chị đeo nó lên như vậy luôn giùm em ha. Cái lắc dài 52 là bao nhiêu? Em bán cùng một giá với nhau á mấy chị ơi, em bán cùng một giá luôn giùm em nè. Rồi đồ chỗ khác chứ cứ chụp qua đơn qua, thí dụ như ta bán giá mềm là bây giờ sẽ đổi luôn mấy chị giá đó luôn. Rồi viên này là 18 triệu viên này giùm em nha. 18 viên này. 4 ly 9 nước ca, độ sạch SKCHU luôn giùm em, 18 quá rẻ nha. Hàng rồi bây giờ còn mua giá là trên khoảng 30-35 triệu á, chứ không có giá 18 triệu đâu. À, viên 18 này đứng kế bên chốt nè. Ờ, sướng nè, chị, để chị mua để dành gì. Rồi, anh Châu 36 năm tình yêu xinh đẹp. 36 năm em chốt cho anh Châu, em có 3. Đồng hồ Vinh đang đeo 8 tỷ cục cưng. Lê Kim Quyên nhà em bán nha, bán em nó lỗ 500 triệu đó. Diễn bán cho mấy chị ấy. Đang định mua xe cho chồng em mấy chị gái ơi. Hàng gì á, thẻ ra rì mấy chị gái ơi, hỏi nhiều. Ông nội tôi nó có 40 tỷ thôi, trời đất trời. Thôi, miếng làm 5 hay 5 đi mà mua. Dạ, dạ có màu hồng không em, dạ không, chị gái yêu xinh đẹp. Không, cưng chồng lắm nghe mấy bà. Không ai cưng chồng bằng tôi đâu, dù chồng tôi xấu quá nha, mập lù nha. Mãi thương mấy chị ơi, vợ nó chữa có một mình em trên cõi đời này, em ăn hiếp chồng em được rồi mấy chị gái. Nè mấy chị gái, dạ. Trên đời này em không biết ai chơi chứ không mình ăn hiếp con chồng em coi. Mà chồng em nghe ra ngoài cái là em sợ chứ mọi người cũng nói nếu không nghe em chứ đừng nói sợ nghe. Ông hay nói lên là chìm hay nói người ta sợ vợ lắm. Chi vậy? Chi vậy? Bà em chi vậy? Anh ta dọn phòng cũng nói người ta dọn phòng nữa. Ủa chứ không dọn ai dọn vợ chồng. Em đâu có dọn mấy chị gái. Em còn như con nít mới lớn 3 tuổi mà em nắm bộ đồ xong em dục bộ đồ đó em đi đó không á. Cái gì đâu mà để cái thùng đồ kế bên mà không chịu để vô đó với bà vợ. À. Rồi bông tai nha nè con, sale luôn 29 năm. Nè con, đăng luôn con 29 năm. Rồi nhẫn này luôn sale luôn 22 triệu giùm em nhẫn này. Ừ mấy chị em nốt em vậy đó mấy chị ơi, thông cảm. Cho nốt em vậy đó. Rồi 4 ly 9 bên kia lấy không? Lấy rồi. Thưa kẹo ghẻ quá, lấy rồi. Rồi nó bông sòn ngôi sao với Vinh chốt đơn mấy chị, giá yêu thương đông đầy luôn, bông sòn sale. Tất cả hôm nay em cho đổi luôn 10 bán lỗ 20. 4 ly 9 hết rồi Trinh Lê ơi, 5 ly tơ hết luôn rồi em ơi, 4 ly rưỡi đó hết luôn rồi, chút xíu lên tiếp tục giùm em. Bông ngôi sao full sòn 12.500.000. Hôm nay tất cả gọi lỗ 10 bán lỗ 20, cái gì cũng gì hết, tại vì ngày 20 tháng 10 thì phải lỗ 20-20. Ngày mai sẽ có quà nè, có hộp nè, có túi sách, có bông, có hoa, có hình, có trái cây. Rồi, 12.500.000 giùm em với Vinh Linh đó. Nhẫn Vinh đang đeo 3 thì rưỡi chị yêu Ly Lisa. Nguyên chiếc nhẫn em cho đổi lỗ 5 bán lỗ 10, nguyên chiếc nhẫn. Đổi lỗ 5 bán lỗ 10 ha. À, 5k ha chị gái, nhẫn này 5k. Rồi 12.500.000. 12 năm ngôi sao sòn luôn giùm em cái này 12.500.000. Chị nào bỏ lỡ đó bông ngôi sao này tiếc nha mấy bà, 18 triệu mới mua được đó. Tôi bán 12 năm, 20 tháng 10 mới có giá này thôi. 12 năm nhanh lẹ. Rồi 3 ly 9 em đang có cho mấy chị luôn giùm em đang có 5 viên thôi 3 ly 9. Em chốt 3 ly 9 cho mấy chị luôn, này đổ lên lắm mấy chị gái, em nói thật sự luôn nha. Em chốt với mấy chị là 9.900.000 luôn nha em. Em có 5 viên 9.900.000 mới về. 9.900.000 3 ly 9. 3 ly 9 nha em á, ở xa có được tặng hoa không á xa. Chắc tới hạt đó, nó hạt qua bùi nhùi rồi chị gái ơi, qua bèo nhèo bùi nhùi rồi, giá tiệm thôi nha. Rồi chốt đơn giùm em 3 ly 9 kiểm định nước FBB Swan giùm em, kiểm định BNC nổi tiếng hàng mới nha mấy chị gái. 9.900.000 em có tổng cộng số lượng có 5 viên thôi. 9 triệu 9 hết rồi. Giấy 29 triệu đặt được không? Chị cái giấy nó nãy 51 triệu mà chị gái đâu có giấy 29 triệu chị gái yêu xinh đẹp. Rồi em có một đôi bông sòng xanh lẹ. Đôi bông sòng xanh em sale 19 triệu. Ca sao em 1 giờ em like bạch kim. 1 giờ em like bạch kim ca này em sẽ like đồ sòng nha. Nói chung là em cũng chen chen với mấy chị đó. Rồi chút đôi giùm em bông sòng. Em có một đôi duy nhất luôn giùm em mấy chị gái yêu xinh đẹp. Bông sòng full hộp xanh luôn giùm em, tóc hơi bị đẹp luôn em nha. Giỏ với chủ luôn giùm em là 19 triệu. 9 triệu 9 em chốt cho Nguyễn Giang.
Đây là một cái lắc thương hiệu Việt Sáp, đeo rất là đẹp luôn dùm em. Những chị nào có là đại gia, có hay thường xuyên gọi là hay phải là phải đeo sò mới được đó, vẫn đeo cái này được luôn dùm em nha. Cái này Việt Nam có một mình em về được đăng cai mẫu đầu tiên luôn. Rồi lên. Chị nào bỏ lộ cũng nghe 12.500.000 em chốt cho Văn Tấn Nguyễn dùm em nha mẹ em nha. Bữa nay chị nào cũng có dấu hỏi và khi dấu hỏi đó là sẽ lỗ 10-20 ha. Rồi chốt đơn dùm em 12.500.000. Rồi chốt tính Văn Nguyễn 9.99 em chốt cho tình yêu Giang Nguyễn dùm em 99 nha nhận. Rồi bông tai sò dùm em là 19.000.000 dùm em, bông tai sò màu xanh luôn dùm em nha. Chủ giỏ luôn 20 tháng 10. Mấy chị ơi chốt xong bữa nay đặt cọc ngày mai nghe like. Rồi lên dùm em 19.10-20. Lắc Việt Sáp với Vinh có 5. Bao đẹp luôn dùm em này, với Vinh có 5 dùm em lắc Việt Sáp. Hơi bị yêu thương đông đầy luôn em nha, đó dễ thương chưa, đẹp lắm luôn nha mấy chị. Ở trong đây của nó đá men của nó là cẩn sà cừ, ở ngoài của nó là một hột y chang như sòn luôn dùm em. Dạ em đang có nước ơ đó cục cưng xinh đẹp 19.000.000 em ơi. Hy là gì cục cưng à. Rồi chốt dùm em lắc tay là 10g 08 em chốt nha mấy chị 1399. Nghe em nói nha, em bán đồ bạch kim là em báo giá gam rõ ràng, mắc rẻ trung bình gì em vẫn báo hết, cho nên là 5 chiếc không thể nào bằng tiền nhau, chứ không phải là em không báo giá gam nha. Thí dụ mấy chị chốt trên hình là 1450, mấy chị mua like là 1399 như thôi. Thí dụ khi nó chốt mấy chị lỡ mà có lộn giá trên hình thì nó ok bạn ơi mình mua trên like nha bạn. Là xong rồi không cần chữ thề nha. À, bán là em bán rõ ràng rành mạch lắm. Em là em mập lại, nói chung là em không có gian gian díu díu nha. Em mập rõ mập ràng luôn nha mấy chị, xinh đẹp 14.000.000 không cho. Không có lợi quá cái danh thôi. Tội nghiệp em 20 tháng 10 có 200 đi cơ. Rồi chốt đơn giùm em 17.800.000. Rồi chốt luôn giùm em cái lắc này, phí ship đi Mỹ là 1.800.000. Rồi lắc tay giùm em mấy chị xinh đẹp 14.100.000, đẹp lắm mấy chị gái. Dễ thương cực kỳ, đụng hàng bé đền luôn nha. Khóa nó đeo chỗ này không phải đeo trên đây đâu, đừng sợ nó rớt. Ở trên đây nhiều khi mấy chị sợ nó rớt. 14.100.000 bao đẹp. 14.100.000. Hàng viết nha, cái này là bao độc, bao đỉnh, nó bao đỉnh, bao giá, nó bao giá. Bé Vinh không có thích kiểu, không thích cái kiểu là em là bán trước, là em sẽ bán mắc. Sau đó ví dụ như ra rồi em sẽ bán hội sụp là cho chị không có. Từ 5 năm nay, lúc nào em lên là lên như vậy luôn, chứ không có bao giờ lên tào lao cho mấy chị gái yêu xinh đẹp nha. Rồi ok tình yêu Ngọc Hương Trần, ok tình yêu Hồng Hương Trần, và ok tình yêu Hồng Hạnh Nguyễn, và ok tình yêu Ngân Nguyễn. Bông 3968 chắc còn đó cưng, ok tình yêu 3968 chắc còn à. Em đang đây là bạch kim 750 mà hàng biết đỉnh với thị trường luôn đó chị gái ơi. Bữa nay 20 tháng 10 lỗ có 10-20 thôi. Giá thì mấy chị cứ yên tâm, em không có bán giá tàu lao đâu, đừng lo lắng lăng tăng gì. Lắc này mà không đẹp để Vinh đền tiền. Em còn thích với Vinh định để đeo cái này, nhưng mà thôi để bán cho mấy chị phục vụ lễ cho mấy chị gái đó, chứ đâu phải là đâu phải là ấy. Hiểu. Rồi dây chuyền này dùm em này, con gỡ hai dây này nha anh chị. Đó, dây này em có hai dây thôi, bao đẹp luôn mà em đeo chút cơm. Mấy chị thấy đi, mấy chị coi bạch kim của em mấy chị sẽ thấy đó. Mẫu thị trường có người ta là em sẽ có, mà mẫu em có là người ta không có đâu, uy tín nha. Toàn em về toàn đồ đỉnh đồ độc không à. Đồ tào lao giờ là biến về lắm ha. Rồi dây này có hai dây thôi, có bao nhiêu bao nhiêu luôn dùm em. Giọt nước sòn lắc tay là 14.100.000. Giọt nước bây giờ đặt lại là 38.000.000 quá, chứ không còn giá 29.500.000 đâu. Mai Tiên lại chốt rồi. À, rồi em chốt dây chuyền luôn cho mấy chị nè. 6g 43 em chốt cho 1399 thấy không? Bán là nói giá đàng hoàng, chứ bây giờ hai cộng này đâu phải là cộng nào cũng 9.000.000 đâu. Ví dụ có cộng 9.000.000, có cộng dưới 8.000.000 mấy. Ví dụ rẻ hơn cái mấy chị không chữ thì tự nhiên mắc hơn 500.000.000 mấy chị chữ chịu nổi luôn. Chữ chịu nổi, chữ vừa vừa mấy chị ấy. À, ta có ai cãi giả gì đâu, chữ gì mà chữ chịu nổi, chữ thề không mấy em nội ơi. Con gái chữ thề xấu lắm nghe. Rồi chốt đơn giùm em là 9.000.000. À 1399 luôn giùm em. Hai cộng này có cộng 9.000.000, cộng 9.000.000 mấy không chữ, cộng 8.000.000 mấy không chữ. Đó bao đẹp toàn sao, ở phía sau nó có toàn tan tăng đưa. Mẫu này là siêu đẹp độc luôn dùm em. Việt Nam là Vinh có một mình Vinh là đầu tiên. Cái này nổi luôn, không nổ. Tại sự thật nó vậy mà nổ gì. Khi nào sự thật nó không có vậy thì Vinh mới nổ luôn dùm em ha. Rồi chốt đơn 9.000.000 dùm em dây này. Rồi em lên cho cái dòng sòn này nha. Em sale cái dòng này có 35.000.000 thôi. Chị nào bỏ lỡ là tiếc cái dòng sòn này. Em có chiếc nhẫn sòn mà 7 ly. Nhẫn sòn 7 ly, chị nào đi tay 12, 13 là vô mánh nha mấy chị xinh đẹp. Bữa nay sòn hay bạch kim em mở hàng 10, 20 hết. Đi tay 12, 13 dùm em là vô mánh. Vì hôm nay cái viên 7 ly này mấy chị phải mua giá là khoảng 300.000.000 rồi. Cái vỏ này mấy chị mua cũng phải ít nhất là 70.000.000 nó nguyên. Chiếc nhẫn là 370.000.000 dùm em. Vỏ hộp em sale cho mấy chị 160.000.000 luôn dùm em. Nhanh còn chậm mắc tiêu dùm em. Viên chủ ở trên là 7 ly. Đi tay mấy chị nhìn là hộp nó full luôn á. Em bán rẻ lắm luôn á chị gái.
160 triệu, nhưng chị nào ni tai số 12, 13 là phải đeo được nha. Vì cái này nó không có chỉnh ni được, ni 13 dùm em. Đường kính 17, 5, 18 là đeo được dùm em. Nguyên chiếc nhẫn này phải 370 triệu mua được, em xe có 160 triệu. Dây bí dinh đang đeo là 9 triệu tình yêu, trời ơi, dây đẹp lắm, để em móc vô 160 triệu chứ chịu thị tiền. Ờ, rẻ ghê ơi. Cảm ơn cái bữa nay đeo rồi là đẹp xỉu, giá là rẻ. Đó, dây dinh năng đeo rồi, chứ cái chiêu thủy tiên 160 này em ơi. Thủy tiên 160 triệu rồi bé hết. À, ok tình yêu, vô cho mình bóc chấu dây dinh nha, cảm ơn tịch vàng. Trời ơi, đẹp gái luôn, 160 triệu. Bữa nay đồ là đẹp xỉu luôn á. Sao để đi nữa không? Cái nào chị ấy để lên cho cô mẹ đi. Rồi lắc tay là 14 triệu 100 nha, 14 triệu 100. Ờ, bữa nay đồ đẹp nhiều. Rồi lên luôn giùm em cái dòng này. Lắc tay trái tim là còn đây cái với mấy chị gái 36 triệu 500 nha. Để sao cho tình yêu dịu hàng nha. Biết sao không? Tại vì bây giờ cái 160 đó coi chị nào đi tay dừa cho chị đó đi giùm em ha. À, tại vì cái đó không có chỉnh sửa đi được á. À, đi chị nào đi 13. À, 13 là ok. Rồi lắc tay em nha mấy chị gái, ta bán 70 tôi bán có. Ta bán 70 em bán có 36 rồi. Nhiều khi mấy chị hỏi em Vinh ơi Vinh bớt nhiêu phần trăm. 70 với 36 là bớt nhiêu, bớt 50% thôi chị gái. Với lại cái bạn tính em vậy nè, em không có thích cái kiểu là kê giá xong bớt lại, nó không có cái lòng tin. Giống như em đi mua ở đâu vậy thà đừng bớt em. Bán cái nào cho nó giá một cái một dứt khoát cho em luôn giùm em, như làm lịch vậy đó. Năm nay làm đặt 3.000 lịch cho mấy chị đó nha, lịch gỗ luôn nha. Không có đặt lịch thường đâu nha, y chang nhau luôn nha, lịch gỗ luôn nha. À, cho nên là mỗi lần là tiền quà, tiền hộp làm đó mấy chị nha, nha. Thay vì mua được cái túi, em mua được đồ hiệu xài đó mà tặng mấy chị đó. 36 triệu 500 rồi, em chứ tình yêu băng tâm giùm em, sòn tông hết. Thông cảm, bữa nay 20 tháng 10, chị Bách Ngọc Bói. Chị Bách Ngọc Bói muốn giống em. Sao bữa hộn bán ba, bán chị băng 8 năm, bữa nay 20 tháng 10 chị ơi. Bữa nay bán không có lời. Rồi, chốt đôi bông này giùm em 18 triệu, chị nào bỏ lợi tiếc à. Rẻ lắm nha. Mấy chị gái 27 triệu bữa nay bán 18 à. Em có đôi duy nhất luôn giùm em. À, em có à, ok qua bà Hằng nè, bà Hằng bạn sao nè. Rồi chốt đơn giùm em. Đồng hồ Vinh đang đeo à. Đồng hồ năm nay là đặt 3.000 lịch. 3.000 lịch gỗ không có sen lịch thường, không có sen lịch giấy. Ta kêu thôi cho lịch giấy yên vô mớ đi Vinh cho đỡ tiền nó không không không. Cho là cho luôn vậy đó mấy chị ơi. Rồi chốt bông tai 18 triệu cho Ngọc Hương với Nguyễn Ngọc. Ngọc Hương Nguyễn Ngọc bữa nay chị nào được đẩy inbox là có đơn nha. À, chị nào sao là để sao mà em nha, sao 15 phút mấy em bán luôn cho người sao nha. Giấy vẫn không có ra được nghe Duyên nó bị gì nghe Duyên. Giấy không có ra, Duyên có tiền bạc trong Duyên ơi. À, rồi giấy không ra rồi chốt đơn luôn giùm em ha. Mua vàng 5 ngàn. Dạ rồi mặt sờn cả như này. Dây em đang đeo 8 triệu cục cưng xinh đẹp, nó không biết sao tăng đơn luôn giùm em. Ở 9 triệu 9 triệu. Rồi chốt đơn luôn giùm em đôi bông này. Giọt nước giùm em nha. Đó này chị Đào đặt lại là em bán 38 triệu nha. Rồi chốt lại em 29 triệu. Em có một đôi duy nhất luôn mà em bao đẹp nha. Cho chị coi 160 không, 160 đẹp mã sao chị gái ơi. Rồi có đôi rẻ lắm chị gái ơi. Nên chị nào to to là siêu to. Dây Vinh đang đeo là 9 triệu cục cơm. Dây viết, dây đọc, dây đẹp luôn mà em. Muốn đeo dài hơn vẫn được nha. Tại này em lỡ móc hơi bị ngắn. Rồi đôi bông sòn full luôn mà em. Phơm to 29 triệu luôn nhà mà em. Em bao với mấy chị luôn. Đi hết đất nước Việt Nam luôn ha. Ở đâu bán với mấy chị mà 35 triệu thôi cũng nói với em vàng bao nhiêu có cho mấy chị hốt hết. Cho mấy chị hốt hết 29 triệu bông giọt nước siêu đẹp. 10-20 luôn giùm em 29 triệu. 10-20 triệu giùm em 10-20 nè. Giả mang chưa, xuất sắc chưa nè đó. Bao đẹp luôn em 10-20. 10-20 29 triệu. Làm biến đeo vô cho đánh cho đó. Rồi lên luôn ba em bông vuông này luôn 29 triệu. Giờ em đang đeo có màu trắng không ạ? Màu trắng đi con như con. Đưa lên 19 triệu chị coi. Ủa bông 19 triệu nè, nãy có 10 chốt rồi mà con. Dạ. Bông sòn xanh nè. Mấy chị gái bông một sòn xanh giùm em full luôn giùm em bao đẹp luôn em 19 triệu. À bông một sòn xanh full luôn em 19 triệu vỏ hộp luôn. Cặp hộp này không mấy chị mua 19 triệu chưa tính vỏ giá cộng khoảng 20 triệu nữa. Nguyên đôi bông này khoảng có 40 triệu mới mua được nha. Mấy dân xe có 19 triệu thôi. Tăng tên bạn bè chồng con anh chị em vô đây giúp em đi nè. Giúp em đi nè. Trời ơi 19 triệu nè. À, đeo đã đời luôn lỗ có 1 triệu 9 mà sướng thấy mồ luôn á mấy chị gái ơi. Mua chỗ khác quá đồ bông bán 30-40 triệu lỗ cả chục triệu. Mua em 30-40 triệu mua em có mười mấy triệu lỗ có 1 triệu mấy à. Mà không mua đẹp lắm học sòn xanh. Rồi đeo này lên đi tình yêu coi phải không. Đào Thủy em chốt cho 19. Rồi bông này 29 triệu. Chốt dùm em là mã 19 rồi lên đơn dùm em 19. Rồi nhanh còn chậm mắt. Rồi bông này bí dinh đeo lên mấy chị luôn đôi này. Này con bông dập đây ra coi. Bông tay em đang đeo có 29 triệu thôi. Đào sen là mã dự bị. Đào thủy là hồng sen là mã dự thị dự bị. Rồi tình yêu đào thủy đầu tiên.
Rồi đôi này nè 38 triệu 36 triệu. Dây năm nay có lắc tay luôn, tình yêu xinh đẹp. Mấy chị cứ yên tâm đi, năm nay về đồ vip luôn. Đồ tàu lâm dính về lắm mấy chị. À, đồ mà thị trường về trước là em không chịu đâu. Cái nốt em vậy đó. Em cái gì không ít kỹ chứ, dụ đồ về em ít kỹ lắm. Người ta đánh trước em là em không chịu đâu. Rồi bông tay em 29 triệu giùm em đôi này. Quá rẻ cho một cuộc tình. Rồi nhẫn hột ghép này em sale luôn với chị bữa nay nha. Em bán 28 triệu. Bông đang đeo là 29 triệu bông đang đeo. Dây em đang đeo là 9 triệu, có ship Malaysia luôn, cục cưng xinh đẹp. Đôi bông sòng xanh đó chị nào nhanh còn chậm mất tiêu nha. Chị 399 ngàn. Dạ. Anh chăm chị lỡ gì nha. Rồi ok tình yêu. Nhẫn này mới Vinh chốt sale cho mấy chị luôn. Nhanh lẹ 18 triệu giỏ này luôn em mang được tặng viên chủ nhà hộp nhân tạo. Tấm to hết luôn dùm em 18. Trời ơi mấy chị gái halo. Halo nữ hoàng luôn dùm em 18. Lắc tay Vinh đang đeo là 14 triệu 100 còn 2 chiếc nha. 5 chốt 3 còn 2. Lắc Việt Pháp bao đẹp không đụng hàng. Đụng hàng con bé đền nha. Đó 1.399.000 luôn, hàng mới, giá yêu thương đông đầy, có toàn tan tăng đơ resize, mẫu này siêu đẹp dùm em. Tình yêu nào thích sàn đồ hàng hiệu đẳng cấp, đeo chung cái đồng hồ vẫn đẹp luôn. Lắc tay 14 triệu 100, đó, đeo chung cái đồng hồ vẫn xinh. Rồi con, 14 triệu 100 dùm em. 14 triệu 100 rồi, chúc đơn 14 triệu 100. Em có đồng hồ, em có hai cái mặt đồng hồ này hôm nay em tặng cho mấy chị gái giá yêu thương. À, mặt đồng hồ này mấy chị phải mua với giá 3.8 triệu, hôm nay em tặng 1 triệu nha. Em chỉ tính 1 triệu thôi nhé, em tự 1.4 triệu trở xuống là Vinh không có thâu mặt vô. Đai đồng hồ của nó là đai Amoro 7D. Em chốt luôn 1299. Đai này cũng 1299 luôn, em có duy nhất hai cái đồng hồ bao đẹp. Xỉu luôn nghe mấy chị gái ơi, nó đẹp giả mang rồi, chuẩn bị lên đơn. Chuẩn bị lên đơn, lên đơn. Dây nãy là 9 triệu, lắc tay là 14 triệu trăm cục cưng. Bông đang đeo là sòn cái yêu, 29 triệu cái yêu. Rồi đôi này nè, sale rẻ nè. Bình thường á, mấy chị phải mua giá 15 triệu 400 nha. Rồi em sale luôn đôi này cho mấy chị luôn, em 11 triệu 900 ngàn, bỏ lỡ tiếc con halo, em đền không được nha. Đôi này có con đôi một em đền không được nha, em đền giá 15 triệu 400. Giỏ sòn thiên nhiên, một tấm siêu toan đi 7. Hộp nhân tạo, hộp nhân tạo 5 ly 4 luôn dùm em ha. 10-20 lùm em, đích bông mai. Cực kỳ là dày dặn, cực kỳ là form to nha. Lệ quy sức bà soi. Chốt đơn luôn dùm em 11 triệu 900. Tèm 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 11.9, lắc tay là 14 triệu 100 đó Trang Trinh ơi. Bông sòn, à, halo, phôm to luôn dùm em 11 triệu 900. Con đôi duy nhất là mấy bạn ơi, mấy bạn 11.9 à, comment đang bị ẩn hay gì nhá, thả tim dùm em coi. Rồi, lên tình yêu Thảo Nguyễn không có bị ẩn. Rồi, đồng hồ chốt đơn. Rồi, Thảo Nguyễn với tình yêu kia. Rồi, đồng hồ mới Vinh lên đơn, mấy chị xinh đẹp đây. Chờ cho 2438. Rồi, đồng hồ chốt 4919 trừ cho 2438. Cho có miếng nước cho hả nha. 2438 rồi chốt đơn. Và đồng hồ chốt đơn em 33 triệu 200. Rồi thanh xuân dùm em là 119 hết nha. Ờ mấy chị gái, mấy chị gái bỏ lỡ tiếc nha mấy chị gái yêu xinh đẹp. Đó đó, chăm xin đi. Rồi chăm xin đi dùm em. Tất cả hôm nay là có dấu hỏi nha. Nhớ em tin nhắn có dấu hỏi rồi đổi luôn 13 lỗ 20 nhân viên có linh lộn mình nhắc à, coi lại dấu hỏi. Rồi đồng hồ dùm em 30. Mấy chị thấy đi, nó có 6 hơn cái 8 tỷ em không? Không đâu. Nó cực kỳ là sang đỉnh cấp luôn em. Vĩnh Hồng có nói là Amoro, trong có nói là hoa siêu sáng. Rồi chốt đơn em 33 triệu 200 ngàn. Nhẫn em đang đeo có 18 triệu thôi dùm em, nhẫn đang đeo 18. 332 Ngọc Huế dùm em có con cái một nha. 332 à, bữa nay đồng hồ cũng mấy cái đó luôn ha. Rồi nhớ em từ 1.4 triệu trở xuống là bây Vĩnh Hồng có không ạ. 33 triệu 200. Rồi bây Vĩnh hết 332 332 rồi chốt 1299 nha. Rồi lên luôn cái tiếp tục này em thừa thắng bên sông lưng này mấy chị gái. Thừa thắng sông lưng làm em cái này. Đó đẹp chưa. À, xuất sắc, cái đó cũng là của cho bác luôn nha mấy chị. Của cho bác luôn. Cao Nhung nó mới Vinh để sau tình yêu Ngọc Quế. Rồi chốt 52g 48. Em trừ cho cái mặt là 25g 43. À, 27g. Rồi đồng hồ này chốt em 36 triệu dùm em. Hơi dài nha, nên tay tới 53-54 mấy chị. 33-2 mã sao. À, viên chủ Vinh đang đeo là nhân nhân tạo 5 ly 4. Giỏ nhắn sòn to đùng luôn em 18 triệu em bao với chị luôn. Tấm siêu to trên 2 ly không, to đùng. Rồi, đồng hồ đang đeo 36 đi tay to 54 nha. Đi nào chị nào nhỏ hơn nó không tới 36 triệu đâu. À, không tới 36 triệu, chốt đơn giùm em 36. Cái đồng hồ này là hàng độc nhà em nha, bestseller mặt em tính cho 1 triệu. Rồi cái đai em tính có 1299 thôi. Trời ơi nó đẹp lắm nè, lên đai nữa chị. Nó sang đâu có thua đâu chị. Này phong cách nó bụi bụi, con này phong cách nó sang sang, nó sáng sáng, nó xinh xinh, nó lạ lạ, nó độc độc.
nó siêu rẻ, 36. Chị nào như tay 50, 51, 52 nó cũng khoảng 32, 33 chút thôi. Đồng hồ 36 dành con cây 1. Đồng hồ 36 dành con cây 1. Rồi nhẫn hoa mai siêu to khổng lồ. Rồi bán quá rẻ cho một cuộc tình nha. Nhẫn này 18 triệu nè mấy chị ơi, mấy chàng, mấy chị ô, mấy chị. Mấy chị ơi, 18 triệu là quá rẻ. Dương Linh Linh em chốt cho 36. Ồ, đồng hồ. Đồng hồ nhà em mà chị nào bỏ lỡ chị đó tiếc không hùng. Đó giờ chưa biết hùng mai luôn đó mấy chị. Bé Vinh chưa biết hùng mai luôn. Rồi chốt đơn đi em cái đồng hồ này. À, nhẫn này 18 triệu giùm em nha. 18. Rồi lên đơn em 18 luôn giùm em đồng hồ này. Rồi chốt đơn em là 18. Lên em 18 nhẫn này con sò 18. Rồi em lên thì mình nhẫn hộp chủ công mai 18. Rồi nhẫn mấy Vinh đang đeo em chốt cho mấy chị luôn giùm em quá rẻ cho một cuộc tình nha. 48 giá sale, hôm nay em sale cho mấy chị luôn giá 42 triệu lẹ lên. Chỗ khác ta bán 68 triệu luôn quý vị ơi, 18 em chốt chị Hoa không? 48 em chốt sale 42, tự nhiên khác bán nhẫn này 68 triệu giùm em ha. À, mai siêu to luôn em nhận hộp 40,5 54 thôi là bao siêu sáng. 42 chút nhanh chút lẹ, không nhanh không lẹ gán chịu. Rồi dây này em đặt 50 cộng mà về được có 7 cộng rồi đưa cho các nhỏ ơi, đưa cho các rồi bông này em về được 3 đôi nha. Bé về được 3 đôi rất đỏ. Đây bao đẹp. Bên sau bên tim. Em trưởng đôi em đeo cho nên còn 3 đôi đó. Về được 5 đôi trưởng đôi bán tiệm đây. Nè mấy chị gái. Nó đẹp y chang như bông Ngọc Trinh nha. Ngọc Trinh còn chưa có bông này để đeo luôn. Ngọc Trinh gặp này Ngọc Trinh nó tiếc quá sao biết bà Vinh nè. Trời em sầm đếm nữa mấy chị gái này đó. Đó rồi trái tim em. Một bên mấy chị sẽ đeo trái tim bên đây ha. Ở phía sau của nó sẽ là cái đít của Zed đỏ luôn em. Rồi chốt đơn. Lên em hàng độc luôn. Nhanh còn chậm mắt 1299. 8 triệu 300 ngàn. 8 triệu 3. Cái Vinh đang đeo hộp nhân tạo 3 triệu 6 dài bữa về. Còn cái Vinh đang đeo là 8 tỷ. Mấy cục cưng xinh đẹp ơi. Rồi chốt giùm em bông tai. Siêu đẹp nha em nha. Làm biến đeo ha. Cứ nhớ em nè. Ở phía trước của nó là cái trái tim. Cái đít ở phía sau của nó khi mấy chị cột lên nó rất là đẹp. Nó tô điểm thêm cái này luôn giùm em. 8 triệu 3. Em có 3 đôi. À, rồi em chốt cho ai đây? Bỏ lỡ uổng nha. 42 em chốt cho tình yêu Phương Thảo. Nhớ mà em, sòn em bao với mấy chị là to nhất, đẹp nhất, hộp chất lượng nhất cho mấy chị, vàng dày dặn nhất luôn. Đổi đồ lộ ích luôn. Tại vì em phương châm của em là người gọi là khách hàng là gia đình, chứ không có phải là người dân nước lạ. Nghe mấy chị gái xinh đẹp. Giá like 18 năm cơ. Rồi 42 triệu. Rồi chốt đơn giùm em bông tai. Trời đẹp lắm nha. Đôi này là xuất sắc luôn đó. À, những chị nào gọi là thành phần gọi là mình phải đeo hộp sò vẫn đeo được cái này nha. Nó rất là đẹp, nó đẹp hơn đồ chính hãng cho CD này luôn nha em. Rồi chúc đơn 8 triệu 3. À, dì ó bao dễ thương, dì ó bao dễ thương, dì ó bao độc luôn em. Trường là em đâu cho mẹ đeo vậy ơi, tao bán tao chịu đâu. Em trường một đôi em đeo chứ mi chị. Rồi 42 em chốt cho Phương Thảo. Dẹo ơi, thảy qua là chốt, thảy qua là chốt nha. Dẹo là có người chứ nha dẹo. Có hai dây này đấy thôi Diệu ơi. Ủa bông tai đang đeo 29 triệu bán 28 triệu luôn nè mấy chị gái. Bán khỏi lời luôn nè, định lời mấy chị 1 triệu nè. 42 triệu lại mới Vinh chốt cho tình yêu Phương Thảo 42. Nhẫn siêu to khổng lồ, đi tay chỉnh sửa đi tay được, đặt cọc giùm em là 5 triệu nha. Bên em khi đi hàng sẽ bắt mấy chị chuyển thêm. Tại bên em không có thu hộ trên. Trên 20 triệu được. Rồi, dây CD nè chị nào hỏi em, bữa nay có 2 dây thôi. 18 triệu 500, chốt luôn giùm em 1 triệu 299 ngàn, bao đẹp. Bông tai sòn 28. Bông tai sòn giọt nước giùm em là 28 triệu giọt nước. Bao sang xuất sắc xung xinh lúng lánh luôn giùm em, cực kỳ to bự. Rồi 42. 8 triệu 3 là như tâm giùm em. Tụt nước đó là 13 triệu 900. 13 triệu 900 đó tụt nước cưng nước y. Dạ dì ó dễ thương. Rồi chị Dân Trần 8 triệu 3. À, bên em không dồn đơn nha, nếu dồn đơn thì chỉ dồn trong một ngày thôi, qua ngày hai ngày tụi em không dồn nha. Ngày nào dồn đơn ngày đó, tại phần mềm chỉ cho dồn một đơn thôi, một ngày thôi. Rồi Liên Nguyễn Ngọc Ni hết. Rồi bốn chị đó, riêng đôi của tôi là 5 chị hết trơn rồi, nghe mấy tình yêu xinh đẹp. Rồi dây chuyền mới có 2 dây thôi, 18 triệu 500 bao đẹp, không đẹp đợt. Mặc cái đầm 500 ngàn thôi nè mấy chị, nè, mặc cái đầm có 500 ngàn thôi, đúng không? Nhưng mà đeo cũng dây lên nó lại khác. Đeo đồ nó lại lên cái mà cái đầm có 500 ngàn thôi, nào nó thiệt sự luôn. Dạ cái Vinh đang đeo hả? Cái Vinh đang đeo 8 tỷ cục cưng. Rồi chốt đơn em 18 triệu 500, 12, 1299, có 2 giây. Em có một cái đồng hồ cạc chia này. K
khách mới đỡ đồ em nha. Cái này cũng nói có sao nói vậy luôn nha mấy chị gái. Mấy chị biết không, vàng của nó không á, bữa nay vàng giá lên. Cái này chính hãng nha, cái này chính hãng nha, nhưng em không còn hợp đâu, em bao với mấy chị luôn nha. Bây giờ mấy chị khỏi nói là vàng đi, khỏi nói gì hết nè. Trọng lượng cái mặt của nó là luôn là vàng luôn, là 108g rồi. 108g bữa nay em chỉ bán tiền vàng thôi là 145 triệu thôi. Chứ đừng nói là mặt chính hãng. Cái này của nó là mấy chị gái gần 10.000 euro, 300 mấy chục triệu nha. Hôm nay em bán cái đồng hồ này cho mấy chị 145 triệu, em cho đổi luôn 10 băng lỗ 20. Đổi luôn 10 băng lỗ 20, ni tay maximum ni tay 55, em đang có mặt nói ở ngoài luôn giùm em. Em báo luôn nha, cái mặt kiến ở trên, mặt kiến riêng à, bé Vinh đeo á, bé Vinh đeo, do bé Vinh không cẩn thận á, nó có chảy một xíu thôi. Mấy chị nhìn kỹ mấy chị mới thấy, cần thì em sẽ thay kiến cho mấy chị. Nhưng thay kiến cái kiến nó không riêng, cái này nó mới riêng nha. 145 triệu quá rẻ, 320 triệu mới mua được nha, 320 triệu mới mua được. À, bao đẹp luôn em, 145. Trời đẹp sướng thấy mồ luôn mấy chị gái, đổi luôn 10 băng lỗ 20. Đồng hồ Vinh, dây Vinh đang đeo là 18 triệu 500. Đẹp chưa mấy chị gái, cạp chia 320 triệu mua được, em đang sale 145 triệu cho mấy chị gái kèm thơm kệ. Bữa nay 20 tháng 10. Chứ bình thường em không bán cái này mấy chị gái đâu, bình thường có bán đâu. Rồi nhẫn này mấy chị xinh đẹp à, dễ thương giùm em nè, đó xuất sắc luôn giùm em à. Sao không tặng hộp to chị hả à, tại của chị nó đổi biểu nó đi cho chị nhanh đó chị gái. Rồi nhẫn Amaro siêu to 29 triệu. Đồng hồ ni tay 55 đeo được luôn ha, em đang có một mắt cắt được luôn. 145 triệu đồng hồ cạc tria kèo thơm full gold luôn, mặt ở dưới trong của nó là vàng luôn nha. Trọng lượng mặt của nó đã gặp cái đai với mặt không đáng 110 triệu rồi đó. À mấy chị gái, 145 triệu đồng hồ này. Rồi nhẫn nhẫn này em chốt mấy chị 28 triệu, 18 triệu 500 là em chốt dây kiểu thị trần. Trời mấy chị gái mua đi mấy chị gái, tại vì bữa nay là ngày à, ngày gì mấy chị gái. Rồi em lên đồ sale xíu cho mấy chị gái nha, em lên đồ sale, sale bảy bá, sale đẹp nha, lên đồ sale xíu ha. Rồi nhẫn sòn Amaro 38 năm em sale 28 triệu, em cho đổi luôn 10 băng lỗ 20 luôn. Chị nào bỏ lỡ nhẫn Amaro nó hơi điệu. 28 triệu giùm em cái nhẫn sòn này, 28. Rồi siêu to khổng lồ mấy chị gái ơi, siêu to khổng lồ lên em nhẫn này, Amaro này. Đẹp chá lửa chá mây, đẹp chá lửa chá mây. Đúng rồi đó Michael. À, nhẫn sòn tình yêu xinh đẹp, nhẫn sòn. Rồi em lên cho mình một cái nhẫn này, em bao với mấy chị luôn là không ai có đâu. Ồ đẹp nè mấy chị gái ơi. À xuất sắc luôn em nhẫn này, em có số lượng là 5 nhẫn. Bao đẹp luôn em nha. Hôm nay mấy chị mua này là 1450, 1350 rồi, giá lên cực kỳ. À, nhưng mà do là em cắt 20kg vàng này là em trả tiền trước à, cho nên là mẫu em còn được giá cũ với mấy chị luôn nha. Mẫu mới mà được giá cũ với mấy chị gái nha. Rồi chốt đơn giùm em nhẫn này 1.199.000, nhẫn này đụng hàng với Vinh đền. Ngay cả nhẫn sòn luôn cũng chưa có một cái vỏ nhẫn nào đẹp kiểu này luôn nha mấy chị gái. Chủ ở trên nó là chủ hộp nhân tạo 81, 2 cái rưỡi kim cương nhân tạo, 14.500. 14.500 đẹp lắm. Tội ơi tội nó đẹp nè, cho chị uống nước cái đây à, 14.500 Mỹ Linh Vinh Thanh bông chắc đi ạ. Đồng hồ đang đeo 145 triệu nha, 145 triệu không thì để em đeo quá rẻ. Rồi, đây. Rồi em chốt tình yêu 14 năm. Nhẫn này không đẹp đừng mua nhẫn nữa mấy chị, thôi nghỉ luôn đi. Coi lại chim tắt luôn đi. Coi lại chim gì mà không thả tim chứ. Đi coi ca sĩ, đi coi diễn viên hài cũng phải thả tim hay gì. Con nhỏ không thả gì trơn trội à. Thả tim, một cái like, một cái tim, một cái chia sẻ. Trời ơi mấy bạn à, 14 triệu 500 dùm em chốt đơn nhà nhẫn này, em có 5 thôi. Bỏ lỡ tiếc dùm em, ok tình yêu Cẩm Dương. Nhẫn này một cái đẹp, một cái hết hồn hết dí vậy. Cơm bạc ký mua tiêu luôn này mấy chị gái ơi đó. Ba ký mà chấm muối tiêu món này lạ lắm nha. À đẹp chưa, danh giữa chỏ giờ cũng đẹp hết trơn giùm em nè. Ừ coi cái gì đã coi miễn phí không lấy tiền á bà. Rồi mai mốt lên coi live stream đưa 100.000 nha, đưa 100.000 mới cho coi đó chứ mày vẫn chơi đâu. Mấy vé vô cổng rồi trơn với người ta chứ chờ mấy em nội đó. Đẹp chưa, bán à, vàng đẹp dám bán vàng rẻ nữa, không thả tim rồi không comment rồi không chia sẻ rồi nói chị em giống đất gì trời. Thế điều cái điều cũng bất tắc con Phương nè á. À, trời ơi 14 năm đòi luôn 100%, không vừa nên làm đi lại cơ. À đòi luôn 100%. Đồng hồ Vinh đang đeo là cạc chia full gold luôn mà em nghe, đồ chính hãng nha. À cho mấy chị bao test mấy chị luôn. À ba khi chấm muối tiêu lạ mấy chị nha. Rồi bông tai em có 5 đôi, 6 đôi, 7 đôi, 8 đôi, 9 đôi,
em có 10 đôi, 52 tiền tiền. Trái cũng tiền mà phải cũng tiền, hai bên dây giáp cũng tiền luôn giùm em nha. À, dây tim thì ở có 5 sợi. À, công miệng, công nhận cái miệng nó hay ghê luôn. Không, nó thiệt mà. Nó thiệt luôn á. Nó thiệt luôn á chị gái. Dạ, nói chung là kiểu cái kiểu mà gọi là chị đi hài mà gọi là hài mà gọi là những cái gọi là à, tâm clip giờ chị kêu Trấn Thành đó, ăn Trấn Thành đi nó nhỏ em. Mướn em về đi em viết ra cuộc đời em cho nó đóng luôn, nó vui lắm mấy chị gái. Tại có những lúc khóc nghĩ em quần luôn mấy chị gái, hay xinh đẹp. Và có những lúc khổ thì đều thấy một bà cô nội luôn. Rồi có những lúc nó tào lao lắm mấy chị gái, là trong khúc này nè, khúc này đang tào lao đó. Nó sẽ có đầy đủ cho nó luôn. Cho nên là nếu mà được được thì kêu nó trả cho em mà 10 tỷ thì em đưa cho nó viết cuộc đời em ra nha. Mà xong chuyến này em chừng chồng em bỏ luôn em mấy chị gái. Tại vì nếu mà em viết đúng cuộc đời em ra mười mấy năm trước mà chồng em nó xử với em vậy nha, là thằng chồng em nó không còn sống trên được cõi đời này, nó sẽ bị cộng đồng mạng ném đá, gặp đâu sâu đầu đánh đó đó nha mấy chị gái. À, thành ra khúc này thôi chồng ơi đừng coi khúc này, à, nó thiệt sự nha. Nếu mà nói trời đó nó ác lắm mấy chị gái, ác cho em vô lắm, nhưng mà thôi kệ, qua rồi em tha lỗi. Dạ có hồng luôn, tình yêu, tình yêu xinh đẹp, tim like đầy đủ. Ờ đúng rồi chị Bích Vượng Châu, tim like đầy đủ. À, cho nên là nói chân thành mà nó cũng điên hay gì, nó vô bậc khùng gì cuộc đời mà tự nhiên bỏ 10 tỷ cái tốn tiền của nó mà lỡ chứ không được rồi sao. Không, nếu mà em kể ra là em kể luôn đầu đâu luôn nha, lấy sao về sao, câu chuyện sao, như thế nào luôn, khúc nào khúc em sao kể luôn nha chị nghe luôn. Dạ bảo đảm luôn, ai mà lấy cuộc đời em ra làm bộ phim này người đó bảo đảm thắng. Bỏ bộ phim ra có ví dụ như mướn diễn viên với quay phim luôn 10 tỷ, em 10 tỷ nữa mà bảo đảm bộ phim này lấy về là 100 tỷ, là được 80 tỷ uy tín. Duyên mà lấy tiền đi Duyên, tao cho em mượn mà gian hàng này Duyên. À, này mấy chị xinh đẹp, bông tai 5252. Đừng thấy 2525 nha, tại trong đây nó bị ngược lại nha, 5252. Rồi chúc đơn luôn dùm em, 1.350.000 lên. Chúc dùm em 4 triệu đôi bông này dùm em, bông tai gì đó nè. Nè lấy nè, lấy cái đâu tôi đeo luôn đi Mỹ Lệ. Nè, đeo cho sướng bà luôn đi. Đó rồi ok nè, bán đôi gì đó cho Mỹ Lệ nè. Tăng tiều ba rồi. Không, cái này nói thiệt với mấy chị ấy. Rồi có nhiều chuyện không? Không có một hơi nào với tôi hết trơn. Cho mấy bà già già nói chuyện với tôi vô lắm. Mấy đứa nít nói chuyện với em cũng vô. Nó giống như con chị mâm nói không được cho em nói được. Tại em còn lòng vòng ngoài cửa đó chị ấy. Chưa vô tôi. Rồi chúc đơn em bông tai. Dạ trái, trái tiền, phải tiền giùm em ha. Xung quanh tiền, hai bến lỗ tai tiền hết. 5252. Số đẹp. Tiền. Ta đến tới đây. Rồi 4 triệu tiền định ca nữa rồi. Ê để em ca cái bài anh hồng hết rồi chị ấy, định ca bài nụ qua hết nhưng giọt sương ương mang mai quên không ạ. Dẹo nó qua qua nữa nó bị áo mặt cái chữ thành mấy chị gái lên mấy chị ấy xinh đẹp ơi. 4.5252 nói chuyện thiệt đó chứ, nó có chuyện nói dốc, nó chuyện dốc nó một lần mấy em. Cái bình thường cái người nói dốc á, lần này nó không gì làm sao nó khác rồi, tại nó dốc nhiều quá không nhớ mấy chị gái. Còn mấy chị hỏi em giống gì là bây giờ vậy nha, 98 năm sau y thư an vậy luôn. Em sống tới 98 năm rồi mấy chị gái, em sống như người quỷ dương nha mấy chị ấy. Rồi 5252 4 triệu giùm em. Ờ đó đúng rồi đó chị gái, tại vì Phạm Thảo Phương Đặng trong cái máy của Vinh nó không có giá 900 một gram đâu. Tại Vinh cùng Vinh lâu Vinh lên like Vinh bắt lỗ chơi vậy đó. Rẻ nhất là 1 triệu rồi, giá Vinh năm nay là 18.500. Bông đi ó Vinh màu hồng Vinh hết rồi chị gái. Chị phải coi em thường xuyên, tại lý do là em hay like cỡ này đồ độc không mà cái đôi đi ở màu hồng như nó bán like cho ngày hôm trước rồi. Rồi dây này là 18.500. 18 năm. Rồi lên chọn cái nha. Đồng hồ dây thép có chưa em hả? Đồng hồ từng xa em về nhiều. À, rồi chốt đơn giùm em. Còn cái nào với đây không con? Vậy ơi con nhỏ. Má tủ bảo cùng đồng hồ con đó, còn mấy cái lên em đi. À đứa nào comment của tao phải có quà nha. Là gì vậy bà? Chào bà, tôi giết bà chết bây giờ. Mấy chị gái ơi, mấy chị cứ yên tâm thoải mái, muốn comment cái gì comment ha. Mình gia đình với nhau không sao hết. Đừng chửi thề với em là được, muốn mắng vốn cái gì cũng được hết không sao. Tại vì khi em nghĩ mấy chị không mắng vốn em thì em không biết nhân viên em đang làm gì nha. Cho nên là em phải đương đầu, phải dũng cảm, phải mạnh mẽ lên ha mấy chị ơi. Rồi chốt đơn 18.500, chốt đơn em Diễm Hoàng và Ngọc Trúc giùm em 18 năm hết nha mấy chị ơi. Xét dòng nhẫn ngắn mới Vinh về liền lên nha mấy chị ơi. Bữa nay xét dòng nhẫn ngắn bán 250 cho mấy chị gái luôn. 135 bán 1250. Dạ, rồi nhẫn là 14.500.000, nhẫn bông mai siêu đẹp luôn giùm em nè. Bông mai siêu đẹp. Cái này nè, về lộn mấy chị gái ơi. 39-52 mà về trước 52, bà 39 chưa có về. Mày bỏ ông bọc tao 52 đi mày ơi. Đợi nhỏ 39 về bác nhìn tao. Nhận 7 ly nãy 160 chị nào chốt chốt rồi chị em xinh đẹp ơi.
Em có lắc này là lắc vàng hồng, em có 5 lắc. Bao đẹp giùm em. Trong tủ có 2. Tất cả đồ em like lại trong tủ sẽ có hết mấy chị gái, cho nên cứ giới tiệm. Em về 5 là em sẽ like 3, em về 10 là em sẽ like 5. Trong tủ có 5, ở đây có 3. Nghe mấy chị gái yêu xinh đẹp. Rồi chúc đây em, hôm nay có đồng hồ xíu xíu à. Rồi lắc hộp luôn em, Amaral 1350 giùm em nha. Đó, giống như ba chiếc này trọng lượng tiền sẽ khác nhau chứ đâu có bằng tiền nhau đâu mà. Có nhiều chị nha, trời ơi cô đó đôi bông có 50 ngàn mà cô chữ thề ông nội mẹ ơi tôi gầu. Nó nghe nè, cái 52 đó em nhắc cái lý ơn vàng kêu về chị. Chiếc 39 nhìn chị đi, tại hổng đâu làm sàn tôi ghét 39 vô sao 18. Chiếc nhẫn bao nhiêu ta vậy? Tao đâu biết đường đâu. Rồi chúc đây giùm em 6844. Lắc tay hơi bị đẹp em nha, em có 3. Y chang như hộp sò luôn giùm em có 3 luôn giùm em. Lắc bản to có liền cục cưng xinh đẹp. Lắc bản to không cho mắt 5 bản to rồi ok. Bản to bữa nay sale luôn 1250 lắc mới. Lắc này bây Vinh mới về 1450 mới mua được nha. Hộp vuông Amaro đi nguyên hàng. Nè đeo chung với đồng hồ một cái nghe mấy chị nhìn giùm em. Dạ 39-52 mới đúng đó mấy chị gái. Đẹp chưa, xuất sắc chưa. Bao đẹp. Chồng em đang mua đồng hồ cho em mấy chị ơi. Cái này nôn, cái này cũng điệu quá à. Cái này cũng điệu. Em đang mua một cái ba tát. Ba tát màu đen. À em thấy có một chị tiệm vàng đeo cái màu đen đó, nhưng mà em mua cái màu trắng. Em thích dây trắng à. Đẹp chưa, đó xuất sắc chưa em ha. Chúc đơn em, Zalo là giả nha. Zalo là giả, lưu ý chốt canh báo sau lưng trên đầu em. Zalo là giả như quý vị đồng đội à. Rồi chốt giùm em 6844 giùm em bây giờ có 3. À Zalo là giả. Em không có gì lắm mà em sẽ có dây đuôi cũng. Nhà nó nằm đâu á, bên nhà nào chơi đâu. Ở đây cho nó đứng mắt của chị nữa thì chị mệt. Tao đâu biết đâu trời, tao gặp đâu á, đây nè. Đưa cái đầu mắt đây. Nhỏ gì, nói với người đưa cái mắt đây coi. À, 6844 à, có những mấy đứa nó đánh mấy bà bơm hàng. Cái bà đứng bơm đó mấy chị gái à. Chơi nhau đứng bơm đó à. Rồi 3968 là thần tài phát lộc. 3952 là thần thần tài tiền tài à, cái nó cũng đúng mà. Trời tao có một chiếc mà không có chà bán gì chứ. Tao bán chả nó chỉ có 11, 12 à. Tao có một chiếc một mày không có sự lựa chọn. 6844 đựng bơm đó mấy chị gái. Bữa nay mừng mừng. Mình hứa với nhau đi mấy bà móc méo đi. Móc méo à. Thà được miếng giùm em đi đựng bơm em nữa tội nghiệp em. Nha 6844. Đồng hồ đang đeo hả chị gái. Chết bà lần nào đồng hồ này đeo vô cũng biết đường máu nha. 145 triệu cho mấy đồng hồ này nha. Rồi đăng lên con. Sell đồng hồ gold vàng thương hiệu luôn em cặp chia. Đồng hồ chính hãng luôn con, như chữ đồng hồ chính hãng. Rồi nhẫn mà em đang đeo là 14.500.000. 14.500 nha. Rồi ok tình yêu xinh đẹp. Đó, em chào dấu tay, em chào mi trần. Có dây giống lắc không hả? Có. Cho cái kéo đi bạn Hằng ơi. Đồng hồ hôm nay về được có 5 cái thôi. 2.4 triệu giùm em nha, tao bán 6.3 triệu. À, chị Thủy Lâu em để chị sao 160 triệu nha. Mấy chị phải canh em, có này em lên nhiều kèo thơm nha mấy chị dữ lắm. Để sao mấy chị xinh đẹp thế. Dạ lắc tay đó đi 53-54 trở lại được mà. Rồi chốt đơn giùm em đồng hồ này, em có 5 cái bữa nay 2.4 triệu. Lắc đó màu trắng có hồng hả? Màu trắng có hồng, chắc màu trắng chắc có, nhưng mà giờ chắc trong tủ. Tại số lượng nó không nhiều, màu trắng chắc có quá trình hình em. Rồi chốt đơn giùm em cái này. Chị nào bỏ lỡ tiếp nha. Rồi em có tổng cộng là 5 cái thôi. 2.4 triệu giùm em nha. Tao bán 6.3 triệu tao mới bảo hành nha. Tao bán con 1 triệu, 1 triệu tao không bảo hành nữa. Tao không có thời gian, bà ơi thông cảm giùm em đi. 1 triệu, 2 triệu coi như đem được giùm em đi chứ. Tao bán 6.3 triệu tao bảo hành cho mấy chị 24 tháng, 36 tháng gì đó. Tại tao lời gấp 3, gấp 4 lần tao bảo hành. Em có lời đâu trời ơi, em lời có mấy trăm ngàn bạc ha. Rồi chốt đơn dây chuyền à, đây sau bao nhiêu ngày chờ đợi nè. À, rồi bây Vinh về được có cái này mấy chị gái, cái này mua mắc nha, mua vốn 1.4 triệu rồi nè. 1.4 triệu 20 luôn chứ không có 1.4 triệu. Mua vốn 1.4 triệu 20, bán 1.4 triệu 50 nha. Đó, mắt cũng sẽ bán mắt luôn mấy chị cứ yên tâm. Em không có thích là ăn gian mấy chị đâu, cho nên là em bán rõ ràng đó, mấy chị nghe rõ ràng. Ví dụ mua trên hình, mua trên clip mắc hơn gam 50. Ví dụ mình chốt like mà tính giá hình thì báo em ơi chị mua like, coi lại giùm chị Vinh là được 2.4 triệu. Tai Vinh cực kỳ xấu nghe mà đeo đồng hồ cũng cực kỳ đẹp. Tai Vinh cực kỳ xấu đeo đồng hồ cực kỳ đẹp. Trời ơi, cái này quá, để kêu chồng mua chứ thiệt, cái này đeo coi. Khoan đã kêu. Kêu bà nội chồng có mua cái này tôi đeo coi. Tôi phái cái này quá, cái này đẹp không? Mua này thì đeo nha. Để xíu.
để em xin. Đây. Cái này quá. À, bà chồng mà mua tôi cái này tôi đeo ấy. Sao tôi đeo bà? Thấy cái này nè. Coi cái xe mặt mày con nghiêng thôi, chuẩn bự quá nghe, như nó 30 33 vậy chồng ơi. Mua cái này đi, giờ hết cái này quá. Rồi chút đâu luôn em cái này mấy chị gái em. 2.4 triệu. Rồi anh chốt cho Mimi. Tôi đang mua nó đó mấy chị gái em đi viện. Cái này lên tay đẹp mua nghe là em biển vắng. À, em đang mua y chang cái này luôn nè mà tôi mua sờn. Trời đéo này cũng được mấy chị gái. Ôi chơi nè mấy chị gái. Rồi ok không, cái đó em đang mua nha mấy chị gái, em đang mua cái sòn cái đó mua đều giống em đi. Trời mấy chị đều hộp nhân tạo thì em đều sòn cho nha. À, tại em đi giao hiệp nhiều á. Rồi ok, tình yêu quân minh nhà em 24 với Vinh Trúc Đơn á. Dạ, đồng hồ đó phi nam có nam mà tại là miếng bán nam mà bán nữ không à, sao em không có duyên bán đồ nam. À, bé Vinh Hồng không có duyên bán đồ nam. Rồi 14.500 14 triệu.